Hôm nay là tôi có ý kiến này là phải tới đấy. Tôi cũng có một nhỏ là rất hát mình một hai là mời các bạn là mặc đồng phục hát đấy cái này cái này cái này ok 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 tất cả lớp là mặc đồng phục
thì ý kiến các bạn là có nhất trí hay không? Và nếu nhất trí thì đây chẳng có tay. Và nếu nhất trí rồi mà ai không đồng thuận thì có những phương pháp nào? Mày là tôi xin có ý kiến. Nếu mà bạn là may mà Thank you.